Chỗ này là do khách đi á, nó bị thiếu cao su cái quân cái đế này các bạn. Đó, nó bị tét do đi quá trình mài mòn hoặc là đá trúng gì đó, nó cách nguyên miếng cao su ra, mình đắp cao su non lên. Giờ mình chờ khô, khô thì mình sẽ dũa và sơn da lên cho nó đẹp với cái màu này, phủ cao su non lại luôn. Nè, mấy cái viền này cũng vậy nè các bạn. Đó, thì mình sẽ phủ cao su non lại thì sau khi hoàn thiện nó sẽ đẹp, đen lại như zin các bạn. Đây là một cái chiếc dép leisure. Leisure các bạn. Đó, nó bị thiếu. Cái này là mình mới chét lên thôi, chưa hoàn thiện cho nên các bạn nhìn nó cũng chưa có đẹp lắm. À, sau khi dán keo keo quai đó thì cái thân này, cái thân dép nó đã không ăn keo nữa, cái quai còn, thân dép nó không ăn keo. Thì cho nên mình sẽ dùng một cái loại keo phù hợp nhất so với cái chất liệu của nó để mình dán. Cho nên cái công đoạn tuyển chọn keo nó cũng khá là phức tạp các bạn. Nó không dễ dàng để mà kết dính được cái quai với cái thân đâu các bạn nha. Cho nên là cái giá cả dán keo nhiều khi các bạn nghĩ nó hơi cao nhưng mà thực ra nó chi phí nó cũng khá hợp lý này. Tại vì cái vấn đề khắc phục keo á là trên toàn thế giới cả trăm năm nay người ta làm giày dép người ta đều nhức đầu vì cái keo hết các bạn.